Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với video của bên đây. Hôm nay thì em làm một cái video ngắn vào buổi chiều. Thì hôm nay có một số sản phẩm hàng cũ cũng như hàng mới, thì nó về ngẫu nhiên thôi. Thì bên em đang trong quá trình dọn kho, thì anh em nào mà lấy sản phẩm nào thì có thể báo nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em để trên phần tiêu đề video nha. Rồi, cảm ơn anh em. Lần đầu tiên mà anh em xem video á, thì có thể bấm một nút đăng ký kênh nha, để có thể nhận được các video mới và sản phẩm mới. Hiện tại thì bên em đang có một số sản phẩm mới về rất là nhiều luôn. Rồi, cảm ơn anh em. Để em quay lướt qua một số sản phẩm nhé. Đầu tiên là một vài con CB nhé, CB chống giật, chống quá tải của Ba Pha, chống giật, chống quá tải. Và cái đây em quay lướt qua nhá. Cái đèn này là đèn của Nhật này, thì để em quay lại kỹ hơn. Pin 18650 này, pin mới pin cũ đều được hết nha. Van của kỳ nén này, motor Mitsumi loại nhỏ. Đấy, đèn pin này, thước này, một số cây thước này, hàng xả, tai nghe hàng bao ship này, tặng đèn móc khóa luôn. Kìm móc phe này. Kìm gắp phe. Nguồn tổ ong này, nối nhanh Germany và một số cái lọc khi nén nha. Đây là một số con đèn pin. Đầu tiên thì em quay cho anh em một số cái thước của Tajima nhé. Thước này thì thước của Nhật anh em nhé. Thước này con 5.5m thì có giá là 220k. Thì nó có hai màu, màu trắng và màu cam, đỏ cam. Thì anh em nào lấy về đi công trình rất tuyệt vời luôn. Bản thước rất là to nha. Ở đây đầu đây thì nó ghi là chữ Tajima của Nhật này. Con này thì có hai mặt nha, thuận lợi là có hai mặt. Con này sẽ là giá 220k. Tiếp theo là con thước của Tajima 5.5. Con này chỉ có giá là 200k thôi. Đấy, nó cũng có hai màu, màu nâu và màu trắng, thì ngoại hình là tương đối là ok. Cái con này thì đặc biệt nó có một cái móc khóa gài nha, thì anh em có thể gắn vào cái đai lưng của Tajima luôn. Nó có kèm theo nha, kèm theo hết luôn, cái nào cũng kèm theo hết. Đây là con thứ hai, con thứ ba này. Con này sẽ to hơn, con này sẽ là 7.5m Tajima. Ở bên ngoài được bọc một cái đệm cao su nha. Với màu sắc nó sẽ là màu vàng. Ở bên trong thì nó có một mặt mà thước rất là to, rõ nét nha. Rất là chuẩn luôn. Cái này cũng kèm theo một cái móc khóa gắn vào đai lưng của Tajima, móc khóa nhanh. Tiếp theo con này sẽ là giá 250k. Con này là thước 5.5m nha, chữ Nhật không. Còn mã sản phẩm là 55SBL này. Đó. Tất cả con này thì có kèm theo cái móc khóa nhanh hết anh em nhé. Con này sẽ ra 200k. Đấy, con này thì màu đỏ mận này. Con này giá 230. Đó là một số cái thước để anh em đi công trình có thể quan tâm theo dõi nha. Tiếp theo thì em lên cho các bác anh em đam mê khi nén. Cái này dụng cụ nối hơi nhanh. Đây là một cái đầu nối hơi nhanh của Germany nhé. Con này thì sẽ là ren ngoài 13. Ren ngoài 13 thì con này sẽ sử dụng cho các loại ren ren trong nhé. Đấy, anh em nào mà có ren ngoài thì có thể dùng con ren trong 13 này. Đều là nối nhanh Jobly hết nha. Con này thì một cặp sẽ là 75k thôi. Anh em nào mà dùng ống 12 thì có thể dùng cái đuôi chuột này. Đuôi chuột này thì dùng cho ống 12. Nhưng mà anh em lưu ý là nếu mà gắn cái ống này thì anh em phải có một cái cùm cổ dê, hoặc là lấy cái dây thép ấy, buộc ở bên ngoài hai đầu nha, cố định. Còn đối với lại cái ren ngoài và ren trong 13 này thì anh em phải cuốn thêm cái cao su non nha, để tránh trường hợp mà rò rỉ khí nha. Còn anh em nào mà dùng ống 8 ly thì có thể dùng ren siết. Con này thì sẽ dùng cho ống 8 ly này. Hay dùng
các bác ra ngoài tiệm một cửa hàng mà sửa xe hoặc là sửa xe gắn máy ô tô á, thì họ hay dùng cái đầu nối nhanh của ống 8 ly này nhá, dùng để bơm hơi đó, bơm hơi và xịt ở ngoài tiệm rửa xe đó, dùng rất là nhiều luôn. Tiếp theo thì bên em còn một số sản phẩm của AirPods Pro này, hàng này hàng chính hãng full seal nhưng mà rep 11, con này đang giá là 450k. Thì anh em nào lấy thì có tặng kèm theo một cái đèn led móc khóa và một cái vỏ chống sốc. Ở đây thì không có rồi. Ở đây không có mẫu mà có kèm theo sản phẩm nha. Tiếp theo thì em giới thiệu với anh em một số cái kìm gắp phe này. Cái này thì có thể gắp được phe song V, có thể gắp được phe trong nhá, phe trong và phe ngoài, tiện lợi luôn. Anh em nào mà làm nghề thì có thể biết được cây này nhá, cực kỳ tiện lợi luôn. Đây, để em lên giá nhanh thôi chứ quay từng cái nó cũng hơi lâu. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết từng sản phẩm thì có thể IP rồi em chụp hình cho, chụp hình rồi báo giá từng cái nhá. Cái nguồn thì em có loại 30A dòng 3 pha, con này sẽ là giá là 400k, 400k của Metasoy 30A nhá, có hai nút đấy, chống giật và chống quá tải. Tiếp theo là pin 18650. Hiện tại thì pin thì em có hai loại, một loại mới thì giá sẽ là 28k một viên, và pin cũ hàng tháo máy tháo tủ nhưng mà nó mới 99%, như anh em thấy ở đây là sẽ là 24k thôi. Anh em lưu ý nếu mà về xem nha, ở dưới chân nó hàng tháo tủ sẽ là có một số cái vết người ta đóng pin á, đóng pin là sẽ có dấu nha. Còn pin mới thì nó sẽ không có một cái dấu gì hết. Đấy là pin mới và pin cũ. Pin 18650 dung lượng tầm khoảng 2000 mAh. Anh em nào xem video mà sản phẩm nào mà chưa rõ thì có thể nhắn tin trực tiếp về để em quay trực tiếp luôn cho. Ở đây thì em còn một số cái lọc. Lọc thì con này sẽ là 450k. Lọc của máy khí nén. Con này thì sẽ ống vào ống ra sẽ là ống 12. Và cái đồng hồ nó sẽ dùng điện. Dùng điện là 24V. Lọc này thì của hãng NMC nhá. Nó sẽ dùng giải điện là đây, AC 125V, AC 250V và DC 30V. Con này thì nó giúp dùng điện nhé. Đồng hồ sẽ dùng điện. Giá là 450k một con. Hiện tại thì em còn mấy con thôi. Ống ra ống vào sẽ là ống 12 nhá. Tiếp theo ở đây thì em có một cái loại lọc của SMC tiếp. Con này giá chỉ có 600k thôi. Nhưng mà đồng hồ sẽ là đồng hồ điện tử thay vì đồng hồ cơ. Thì con này vẫn dùng điện nha. Vẫn dùng điện. Con này thì dùng điện từ 12 đến 24V. VDC. Con này ống vào và ống ra, ống vào sẽ là ống 12 và ống ra sẽ là ống 10mm. Nó dùng trực tiếp là đồng hồ điện tử và đồng hồ cơ luôn. Này dùng hai song song luôn. Đây là ngoại hình của em, nó sẽ chỉ có giá 600k thôi. 600k một con. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhé. Hiện tại thì bên em đang dọn kho. Anh em nào thấy một số sản phẩm nào thì có thể lấy được thì có thể liên hệ ở số điện thoại ở phần tiêu đề video nhé.
Rồi, cảm ơn anh em.